chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Emily GT200, dòng xe đạp MTB neo núi, sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano Aceza, đùi đĩa trục rỗng, bánh là 26 inch khung nhôm, nước sơn là nguyên bản, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, thương hiệu Emily. Model GT200 nên về tông màu đỏ đen rất là thể thao và cực kỳ đẹp mắt. Một chiếc xe đang có giá bán bên em là 6.800.000. Mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp dành cho các bác đang tìm kiếm để thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Một chiếc xe đáp ứng đủ những cái nhu cầu của người dùng cơ bản về xe đạp. Khung nhôm cực kỳ chắc chắn với những cái đường thiết kế đường cắt rất là đẹp. Khung viền người ta làm rất là đẹp. Tông màu đỏ đen rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Sử dụng cặp vành bánh là 26 inch nguyên bản hết, nguyên bản theo xe hết các bác nhé. Mayur bi vòng 6.8 có mayur bi vòng và có cả phanh phanh dầu của Shimano. Bộ chuyển động Shimano Aceza với 9 tầng lip. Và trên này là 3 tầng đĩa, nó sẽ 27 tốc độ khác nhau. Đi đạp trục rỗng. Đến phần ghế đông thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Aceza. Đây, đây là 9 speed này. Trên này 3, tầng đĩa 9 lip 3 đĩa. Và cặp tay phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe. Vành bánh 26 inch. Bây giờ trước cũng bi vòng luôn các bác nhé. Bây giờ nguyên bản theo xe này. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Tôi xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m63 đến khoảng 1m73 đi phù hợp. Bộ Aceza 9 lít 3 đĩa. Chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.